35, vị tổ sư Thiền Tông đời thứ hai của Việt Nam, Tổ Pháp Loa. Ngài tên là Đồng Kiên Cương, bạn bè gọi ngài là Thiện Lai. Sinh năm 1284, mất năm 1330, thọ 46 tuổi. Năm 21 tuổi, ngài xin xuất gia với Tổ Điều Ngự Giác Hoàng để học đạo thiền. Được Tổ Điều Ngự đặt danh ngài là Pháp Loa. Ngài có tài lý luận rất giỏi nên được Tổ Điều Ngự giao trọng trách lãnh đạo giáo hội Phật giáo. Vì sao ngài được đề bạt cao như vậy? Vì ngài có trình cho Tổ Điều Ngự Giác Hoàng 28 câu kệ đạt được bí mật thiền tông như sau: tu thiền mà vọng hay cầu, vọng cầu mà được chôn sâu đáy mồ. Thiền tông chỉ cần chữ vô, vô chứng, vô đắc, vô câu luận bàn. Thiền tông Phật dạy rõ ràng, vô sinh vô tử là an muôn đời. Vô thiền thông thả nghỉ ngơi, vô suy vô tưởng muôn đời an vui. Trong tánh không có cái tôi, chỉ có cái ý biết thời chọn trơn. Thiền tông vượt hẳn hết trơn, không bị vật lý lờn dờn kéo đi. Thiền tông không xử cái chi, mà xử tánh biết cái chi cũng tường. Thiền tông Đức Phật chủ trương, thôi dừng hoặc dứt hết đường tự sanh. Ai mà theo diệt như tranh, tức theo vật lý tự sinh luân hồi. Do vậy Đức Phật bảo thôi, tức thì sinh tử là thôi tìm mình. Thiền thanh Phật dạy núi linh, giúp người giải thoát tự mình biết thôi. Người ưa nghĩ chuyện xa xôi thì bị vật lý kéo dồi khó ra. Bởi vậy Đức Phật Thích Ca chỉ dạy thiền học ngộ ra mấy người. Ngộ được thiền học vui tươi, còn người không ngộ chê cười người tu.